Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái tác dụng chữa bệnh kỳ diệu của đậu phụ. Các bạn thường ăn đậu phụ hàng ngày nhưng không biết được những cái tác dụng tuyệt vời của đậu phụ mà có thể chữa được bệnh. Các bạn hãy xem hết video để biết những tác dụng tuyệt vời này nhé. Đối với những người bị bệnh cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, thậm chí ung thư, đậu phụ không chỉ là thức ăn lý tưởng mà còn có ý nghĩa như một vị thuốc rất dễ được cơ thể chấp nhận. Theo thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đậu phụ vị ngọt, tính mát, vào ba kinh tỳ vị đại tràng, có công dụng ích khí, khoan trung, kiện tỳ, nợ thấp, sinh tân, nhuận táo, thanh nhiệt, giải độc, kháng nham. Các y thư cổ nổi tiếng như bản thảo cương mục, bản thảo cầu chân, tùy tức cư, ẩm thực phổ đều ca ngợi và có những kiến giải đặc sắc về đậu phụ trên cả hai phương diện thực phẩm và dược phẩm. Còn theo nghiên cứu hiện đại, đậu phụ không những giàu chất đạm với hệ số hấp thu cao mà còn chứa nhiều chất axit amin, các nguyên tố vi lượng, vitamin cần thiết cho cơ thể. Do đó, các nhà dinh dưỡng học gọi đậu phụ là thịt thực vật. Hơn nữa, do không chứa cholesterol, thậm chí còn có tác dụng điều chỉnh rối loạn lipid máu, đậu phụ thực sự là một trong những thực phẩm lý tưởng đối với những người bị cao huyết áp nói riêng và bệnh tim mạch nói chung. Dưới đây là 5 cách chế biến đậu phụ thành bài thuốc trị bệnh tốt cho sức khỏe. Bài 1. Đậu phụ 300g, nấm hương 30g, măng tươi 30g, rau cải 100g, dầu thực vật, xì dầu, bột đao, nước dùng và gia vị vừa đủ. Cách làm: măng và nấm rửa sạch, thái phiến, đậu phụ sắt thành khối vuông nhỏ rồi trần qua nước sôi để ráo nước. Đổ dầu thực vật vào chảo, phi hành cho thơm rồi cho nấm hương, măng, đậu phụ, nước dùng, xì dầu và các gia vị vào đun to lửa, cho sôi rồi lại tiếp tục dùng lửa nhỏ đun lim dim cho đều khi đậu phụ nấm gia vị, tiếp đó rau cải trái nhỏ và một chút bột đao vào, đảo nhẹ tay rồi bắc ra, dùng làm canh ăn hàng ngày. Công dụng: bổ khí sinh tân, làm hạ mỡ máu, điều hòa huyết áp, chống ung thư, dùng cho những người có cơ thể suy nhược, tỳ vị hư yếu, cao huyết áp, rối loạn lipid máu, thiểu năng mạch vành và các bệnh ung thư. Bài thuốc 2, đậu phụ 100g, mộc nhĩ 15g, dầu thực vật, hành, gừng tươi, gia vị vừa đủ. Cách làm: đậu phụ sắt thành những khối vuông nhỏ, mộc nhĩ ngâm nước rửa sạch, đặt chảo lên bếp, đổ dầu thực vật vào và phi hành gừng cho thơm, tiếp đó cho đậu phụ vào một lượng nước vừa đủ, đun nhỏ lửa cho cạn bớt nước rồi cho mộc nhĩ và gia vị cho vừa rồi dùng làm canh ăn. Công dụng: ích khí hòa trung, sinh tân nhuận táo, dùng thích hợp cho những người bị cao huyết áp, vữa sơ động mạch, đong, thắt lưng do thiểu năng tuần hoàn, động mạch vành. Bài thuốc 3, đậu phụ 200g, giá đậu tương 250g, cải canh 100g, dầu thực vật và gia vị vừa đủ. Cách làm: giá đỗ và cải canh rửa sạch, cắt ngắn đậu phụ thắt sắt thành những khối vuông nhỏ, đặt chảo lên bếp, phi hành cho thơm rồi cho giá đỗ vào, đảo nhanh tay, chế thêm một lượng nước vừa đủ rồi đun to lửa cho sôi, tiếp tục cho đậu phụ vào và cải canh vào, chế đủ gia vị, vặn nhỏ lửa, nấu cho chín rồi dùng làm canh ăn. Công dụng: kiện tỳ ích khí, thanh nhiệt giải độc, dùng thích hợp cho những người béo phì, cao huyết áp, rối loạn lipid máu, sơ vữa động mạch, đau thắt lưng, thắt ngực, suy nhược cơ thể, tỳ vị hư yếu. Bài thuốc 4, cua 500g, đậu phụ 500g, dầu thực vật, gừng tươi, xì dầu, gia vị vừa đủ. Cách làm: cua rửa sạch, bỏ mai, giã nát, lọc lấy nước cốc, đậu phụ sắt thành những khối vuông nhỏ, đặt chảo lên bếp, phi hành gừng cho thơm rồi đổ nước cua vào, đậu phụ vào, đun to lửa cho sôi, chế thêm gia vị làm dùng làm canh. Công dụng: thanh nhiệt hoạt huyết, dùng thích hợp với những người béo bẹo, cao huyết áp, thiểu năng mạch vành, viêm gan, thưa xương, còi xương. Bài 5, đậu phụ 500g, nấm mỡ hoặc nấm rơm 100g, tỏi 25g, tôm nõn 25g, nước dùng, dầu vừa vừng và gia vị vừa đủ. Cách làm: đậu phụ sắt miếng, nấm rửa sạch, thái phiến, tỏi giã nát, cho đậu phụ, nấm, tôm và muối vào nồi nước dùng đun sôi vớt bọt, vặn nhỏ lửa đun kỹ rồi cho tỏi và gia vị vào dùng làm canh ăn. Công dụng: bổ khí sinh tân, kiện tỳ ích vị, dùng thích hợp cho những người bị cao huyết áp, rối loạn lipid máu và các bệnh lý về ung thư. Các bạn thấy tác dụng tuyệt vời của
món đậu thì hãy sử dụng thường xuyên và chia sẻ với bạn bè cách làm những món đậu phụ này nhé. Xin cảm ơn. 100g dầu thực vật và gia vị vừa đủ. Cách làm: giá đỗ và cải canh rửa sạch, cắt ngắn đậu phụ thắt sắt thành những khối vuông nhỏ. Đặt chảo lên bếp phi hành cho thơm rồi cho giá đỗ vào. Đảo nhanh tay, chế thêm một lượng nước vừa đủ rồi đun to lửa cho sôi. Tiếp tục cho đậu phụ vào và cải canh vào, chế đủ gia vị, vặn nhỏ lửa, nấu cho chín rồi dùng làm canh ăn. Công dụng: kiện tỳ ích khí, thanh nhiệt giải độc, dùng thích hợp cho những người béo phì, cao huyết áp, rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch, đau thắt lưng, thắt ngực, suy nhược cơ thể, tỳ vị hư yếu. Bài thuốc 4: cua 500g, đậu phụ 500g, dầu thực vật, gừng tươi, xì dầu, gia vị vừa đủ. Cách làm: cua rửa sạch, bỏ mai, giã nát, lọc lấy nước cốc, đậu phụ sắt thành những khối vuông nhỏ, đặt chảo lên bếp phi hành gừng cho thơm rồi đổ nước cua vào, đậu phụ vào, đun to lửa cho sôi, chế thêm gia vị làm dùng làm canh. Công dụng: thanh nhiệt hoạt huyết, dùng thích hợp với những người béo bẹo, cao huyết áp, thiểu năng, mạch vành, viêm gan, thưa xương, còi xương. Bài 5: đậu phụ 500g, nấm mỡ hoặc nấm rơm 100g, tỏi 25g, tôm nõn 25g, nước dùng: dầu vừa, vừng và gia vị vừa đủ. Cách làm: đậu phụ sắt miếng, nấm rửa sạch, thái phiến, tỏi giã nát, cho đậu phụ, nấm, tôm và muối vào nồi nước dùng đun sôi vớt bọt, vặn nhỏ lửa đun kỹ rồi cho tỏi và gia vị vào dùng làm canh ăn. Công dụng: bổ khí sinh tân, kiện tỳ ích vị, dùng thích hợp cho những người bị cao huyết áp, rối loạn lipid máu và các bệnh lý về ung thư. Các bạn thấy tác dụng tuyệt vời của món đậu thì hãy sử dụng thường xuyên và chia sẻ với bạn bè cách làm những món đậu phụ này nhé. Xin cảm ơn. Tôm nõn 25g, nước dùng: dầu vừa, vừng và gia vị vừa đủ. Cách làm: đậu phụ sắt miếng, nấm rửa sạch, thái phiến, tỏi giã nát, cho đậu phụ, nấm, tôm và muối vào nồi nước dùng đun sôi vớt bọt, vặn nhỏ lửa đun kỹ rồi cho tỏi và gia vị vào dùng làm canh ăn. Công dụng: bổ khí sinh tân, kiện tỳ ích vị, dùng thích hợp cho những người bị cao huyết áp, rối loạn lipid máu và các bệnh lý về ung thư. Các bạn thấy tác dụng tuyệt vời của món đậu thì hãy sử dụng thường xuyên và chia sẻ với bạn bè cách làm những món đậu phụ này nhé. Xin cảm ơn. Các bạn thấy tác dụng tuyệt vời của món đậu thì hãy sử dụng thường xuyên và chia sẻ với bạn bè cách làm những món đậu phụ này nhé. Xin cảm ơn. Và chia sẻ với bạn bè cách làm những món đậu phụ này nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn.